không có việc làm mấy. Trời mà không mưa chắc là xong cách đây mấy ngày rồi. Một điều đặc biệt ở đây là ở trên vùng cao này á, thì bà con cũng như là người dân đa số người ta sống ở trên lưng chừng núi, nên là xe cộ đi lại nó cũng không được thuận tiện cho lắm. Để mà vận chuyển được những cái vật liệu này đi vào bên trong này cũng là một quá trình khó khăn đối với những cái người vận chuyển vật liệu này. Để chờ đợi và trong những cái ngày chờ đợi để mà có cái vật liệu xây nhà này á thì cũng mất gần 2 ngày trời bạn, 2 ngày trời thì mới có đủ cái vật liệu này để mà xây lên cái ngôi nhà cho hai bà cụ. Khu vực này thì không hề có một cái nguồn nước nào nên là các anh thợ xây nhà nó chậm ở chỗ là không có nước các bạn ạ. Phải đi mua nước rồi đi chở nước ở những cái hốc đá về đó thì mới có nước để xây lên cái ngôi nhà. Chứ không giống như ở dưới xuôi kia mà nước nó đầy đâu các bạn ạ, không có nước để mà dùng luôn ấy. Không nói về nước sinh hoạt mà là nước uống không có luôn. Rất là hiếm. Đặc biệt là mùa này thì mưa thất thường ấy, lúc mưa lúc không mưa, nhưng mà khi mà trời mưa thì chỉ có nước mưa thôi, còn trời mà tạnh mưa là cũng không có nước để mà dùng luôn. Xung quanh cái khu vực này là một cái bãi ngô rất là rộng luôn các bạn ơi. Đó. Và bên dưới nó là một cái thung lũng này, một cái thung lũng khá là sâu. Đường lớn thì cũng ngay cạnh đây luôn, thì sẽ tiện cho hai bà. Sau này nếu hai bà không còn đi được xa nữa thì hai bà sẽ rất là tiện lợi. Cái chỗ này nó gần đường lớn luôn ấy, thì sẽ rất là tiện cho hai bà. Nhiều khi người ta nói với em là hai bà lớn tuổi rồi thì không nên về ở gần đường. Nhưng mà những cái suy nghĩ đó là sai hoàn toàn các bạn. Khi mà lớn tuổi rồi thì họ sẽ không còn đủ sức để mà leo đồi leo dốc nữa. Nên là về gần đường thì càng gần đường càng tốt các bạn ơi. Đây những cái đứa trẻ con ở trong làng xóm này người ta cũng ra đây chơi để xem cái ngôi nhà mới của hai bà cụ. Nhìn trông rất là đáng thương. Đó, nhà nhỏ con nhưng mà nhìn rất là đáng yêu luôn. Nói chung là trong cuộc sống thì không có ai mong muốn là mình phải khổ hay mình phải nghèo cả, nhưng mà vì cái cuộc sống nó đưa đẩy á thì phải chấp nhận cái số phận. Nhưng mà hai bà cụ này thì cũng đã sống hơn trên 80 năm rồi, bây giờ mới được một cái chút hơi ấm của tình thương thì chắc hai bà cũng sẽ rất là vui mừng khi chào đón cái ngôi nhà mới này đây. Không chỉ là thiếu thốn về nước nôi mà còn thiếu thốn về cả điện đón các bạn ơi. Cái khu vực này nó cũng không có điện đâu. Đấy, không có điện mà muốn đi kéo điện về dùng là phải kéo từ cái hàng xóm kia kìa. Cái nhà mà nó ở tít trên quả đồi các bạn ạ. Về đây nó cũng rơi vào tầm khoảng là hơn 80 mét. Đó. Gần 100 mét đó các bạn, gần 100 mét để đi kéo điện về mà bắn cái mái nhà đó. Vì cái này nó là bằng sắt nên là phải dùng điện để bắn khoan cái sắt thì mới bắn được cái mái nhà. Bây giờ các anh thợ cũng đang trong quá trình đi kéo cái dây điện này, đi xin ít điện để cắm nhờ trên hàng xóm về đây mà đóng cái mái nhà cho hai bà cụ. Ở trên vùng cao này thì mọi thứ nói chung là nó không được như ở dưới xuôi. Kể cả nước nôi rồi là điện đón cũng không có đầy đủ như mọi người suy nghĩ đâu. Mặc dù gần đây thì cũng có những cái cột điện này các bạn này. Vẫn có những cái cột điện đi qua chỗ này nhưng mà họ không có kéo vào trong nhà. Vì cái điều kiện của người dân không có đáp ứng đủ cái điều kiện để mà kéo điện các bạn ạ. Đôi khi cái đồng tiền để mà kéo cái mạng lưới điện vào trong nhà còn đắt hơn cả cái miếng ăn cho hàng xóm, cho những cái bà con ở đây. Nên là họ cũng không có khắt khe về cái việc là sử dụng điện cho lắm. Họ thà đi mua cái điện, cái đèn pin ở ngoài á, cái đèn pin ở ngoài chợ người ta mua về để người ta sạc, sạc pin và người ta thắp hàng ngày. Đó, thì mỗi lần sạc thì họ cũng chỉ gọi là cho sạc nhờ thôi nên không phải mất tiền. Còn nếu chúng ta mà bỏ ra một đồng tiền, một cái khoản vốn để mà đi kéo điện thì nó khá là nhiều nên là bà con cũng không có kéo điện nhiều lắm. Cái ngôi nhà nó trông nhỏ nhỏ xinh xinh thế này thôi nhưng mà thoải mái cho hai bà cụ sinh sống ở trong cái căn nhà này sẽ thoải mái hơn so với cái ngôi nhà cũ của hai bà. Cái ngôi nhà cũ của hai bà hiện tại bây giờ thì nó đang trong cái tình trạng là xuống cấp trầm trọng các bạn. Không có cái độ an toàn cho hai bà. Tiếp đó là bữa cơm ăn hàng ngày hai bà cũng không còn nhiều nữa. Chắc là chỉ đủ hai bà ăn 1-2 tuần là hết rồi. Vì dạo này thì những cái bắp ngô, những cái cây ngô hay là bắp ngô của hai bà cũng đã trong ký mùa vụ là sắp thu hoạch được nên là chắc cũng đón được ký mùa vụ mới thì hai bà cũng không có đói nhiều nữa. Sau khi mà lập xong cái mái nhà rồi thì bên bên dưới này thì sẽ sắm cho hai bà những cái chiếc giường nhỏ nhỏ xinh xinh. Vì có hai bà nên là em phải làm cho hai bà 2 chiếc giường, 2 góc nhà để mà ngủ nó có thoải mái hơn.
và sắm luôn cho hai bà những cái đồ đạc ở trong nhà nữa, thì sẽ tiện cho hai bà và không còn lo nghĩ về cái cuộc sống sắp tới nữa. Xung quanh khu vực của hai bà này thì là một cái khung cảnh rất là đẹp các bạn. Khi mà đứng ra ngoài cửa này nhìn thì nhìn thấy một dãy núi cao cao rồi là chập trùng rất là đẹp mắt luôn. Đó, cái chỗ này là một cái địa hình nó khá là đẹp. Thì khi hai bà lớn tuổi, hai bà không còn đi lại được nữa thì chỉ có ngồi bên ngoài này để ngắm cảnh thôi. Ngắm cảnh thiên nhiên còn gì bằng nữa các bạn. Đấy, ngôi nhà cũ của hai bà thì ở tít bên kia kìa. Như cái video lần trước em có chỉ cho bạn xem rồi đó. Nó cách đây gần 800 mét, gần 800 mét đi vào bên trong. Ở cái khu vực này thì đất đá các thứ thì rất là nhiều nhưng mà không có để mà có một cái viên đá để mà dùng làm nhà thì cũng khá là hiếm đấy các bạn. Những người thợ mà em thuê họ làm họ phải đi đập phá từng hòn đá để mà lấy những cái viên đá nhỏ nhỏ về làm cái móng nhà đấy. Đây những cái hòn đá mà các anh thợ đã đập này các bạn này. Đó, những tảng đá này thì trông thế này thôi nhưng mà nó rất là khó để mà đập được nó vỡ ra. Để mà phá nó vỡ ra thì cũng rất là khó luôn. Hôm nay thì em cũng có quay cho bạn xem cái quá trình xây nhà cho hai bà cụ rồi. Thì chắc là trong vòng hôm nay cũng có hoàn thành được. Thì nếu các bạn quan tâm theo dõi thì đừng quên bỏ qua cái tập video tiếp theo để xem cái quá trình trao nhà cho hai bà cụ này nhé. Bây giờ xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào một video tiếp theo. Thank you.